Con gái cưng tò te khoe bí quyết không nấu ăn mà vẫn có đồ ăn của mẹ. Cộng đồng mạng xem xong thấy thực đơn vừa đa dạng, tiện lợi mà lại vừa hết sức đáng yêu. Lâu rồi tôi mới về nhà, tôi không thấy mẹ tôi nấu cơm gì trơn á, nằm bấm điện thoại không à. Thì đây là lý do nè nha mọi người. Phần mắm chân. Đây là điện thoại mẹ tôi nha, mẹ tôi nhắn cho cái cô bán đồ ăn nè. Sao cái cổ nhà ok là cổ giao đó mọi người, 24 tháng 5 rồi nha. Tàu hủ sốt cà, với cá lóc hấp dưa cải. Đó, 25 tháng 5 nè. Mắm kho. Đó, ok là giao. 28. Thịt kho tàu hủ. Trời đất ơi, 29. Thịt kho hột vịt. 31. Cá đối kho me, với lại cà dồn thịt. Đó, hai món nha, cá đối kho me, cà dồn thịt. 5 tháng 6 nè mọi người. Một rau luộc với một lương xào. Hai món luôn. 6 tháng 6 lúc 7 giờ nha. Ba rọi kho trứng phúc. Đó, đặt xong rồi tới 8 giờ 59 đặt tiếp nè. Một chén mắm chân. Thêm chén mắm chân 7 tháng 6. Một phần bì thịt. Đó, 8 tháng 6. Gà nấu lagu. 11 tháng 6. Cá biển sốt cà. Năm thứ năm là mới đây nè. Gỏi bịch. Gỏi bịch. Thứ sáu nè. Cá lóc hấp dưa cải còn không? Không. Cô này trả lời là còn nhé cô, sao mẹ tôi. Ok. Đó, hay chưa? Rồi bữa nay nè mọi. Một phần bì thịt. Đó, ok, vậy là mọi người biết ngày mai tôi ăn gì rồi nha. Bye bye.